Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món bibim khoai tây bào sợi các bạn nhé. Nguyên liệu của mình gồm có một củ khoai tây các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đi đây gọt hết vỏ đi các bạn ạ. Cho ngâm luôn trong chỗ nước này. Và nhựa nó ra nhé. Mình chuẩn bị luôn chỗ nước sẵn như thế. Sau khi gọt vỏ xong các bạn bỏ hết cho mình những cái mắt đi. Bỏ hết những cái mắt của khoai tây này đi. Mắt này nó không tốt mà. Để gọt sâu một tẹo các bạn. Và bây giờ mình sẽ bỏ trộn nước này đi để mình trộn nước khác. Các bạn cho mình một ít muối để mình pha vào đây này, để mình bào sợi vào luôn đây. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái phên để mình bào nhé. Hoặc là các bạn có cái bào thì mình... Đây mình đã bào sợi đây các bạn. Bào sợi như này mình ngâm trong nước này thì mà khoai tây của mình nó trắng ấy. Và nhựa nó đi hết thì nó sẽ trắng ấy. Mà mình sau mình làm bim bim nó sẽ giòn hơn ấy. Mình làm cách bim bim này để cho nó lại mắt đấy, để cho các con lại ăn đấy. Mình thái miếng ra thì cũng được thôi, nhưng mà không bằng thế này. Các bạn bào hết cho mình. Sau khi bào sợi xong như này mình đã ngâm được độ 5 phút rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi xả hết nước này đi để mình cho lên bếp để mình luộc qua nhé. Các bạn cho mình một nồi nước lên bếp để mình luộc khoai ra. Mình thành khoai khoai nó khỏi cho nó mềm ra ấy. Và các bạn cho mình một chút muối vào nhé. Và mình sẽ chờ cho nước sủi. Khi đã nước sủi như này rồi các bạn cho mình bim và khoai tây vào để mình xào. Các bạn trần cho mình độ vài phút nhé, thì sau đó mình sẽ vớt ra. Các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước lạnh để mình vớt khoai ra nhé. Khi đã trần được để cho nó có độ cứng giòn này của khoai. Như thế này là được rồi đấy các bạn ạ. Mình sẽ tắt bếp và mình vớt ra. Rồi. Mình sẽ vớt ra một chậu nước lạnh mình để sẵn đây rồi. Đây các bạn nhé. Mình vớt ra như thế này để cho khoai nó không chín dừ luôn ấy, mà là nó sẽ có độ giòn của khoai ấy.
mình sẽ ngâm trong nước, gọi là nước lạnh này, đổ 2 đến 3 phút các bạn, để cho cái khoai này nó nguội. Sau đó mình sẽ chắc nước đi để mình sẽ trộn gia vị vào. Sau khi khoai tây đã róc, mình sẽ chuẩn bị hai cái bát này các bạn. Một cái bát thì mình sẽ để cứ thế là mình dán lên thành như bình thường. Một cái bát mình sẽ ướp gia vị vào để mình dán. Mình sẽ làm hai loại bim bim ấy. Một bát này mình sẽ rán bim bim bình thường các bạn ạ, mình cứ để thế luôn, xong mình sẽ rán ở đây. Còn bát này mình sẽ trộn gia vị vào các bạn nhé. Mình sẽ cho cay này, các bạn cho mình độ 1/2 thìa ớt bột này nhé. Ớt này của mình cay lắm nên mình chỉ cho thế thôi. Và các bạn cho mình đường nữa nhé, các bạn cho mình một thìa này đường để mình trộn lên. Và không thể thiếu để cho nó là chua cay cay ngọt ngọt giống bibimbap ấy, thì các bạn cho mình 1/2 quả chanh nhé. Bây giờ mình sẽ trộn đều nó lên các bạn ạ. Mình trộn đều nó lên, mình sẽ ướp nó trong vòng độ 10 phút các bạn, 5 đến 10 phút nhé. Thì sau mình sẽ đi rán cái bát này lên. Bây giờ mình sẽ chiên cái bát kia trước. Mình sẽ chiên giòn nó lên ấy. Mình sẽ ướp độ 10 phút thì là cho đường với cả chanh với cả ớt nó ngấm nghía vào nhau ấy. Mình sẽ cho thêm một tẹo muối nữa. Phải có đậm đà các bạn ạ, các bạn cho mình một vài hạt muối nhé. Rồi mình sẽ để 10 phút sau mình sẽ dán giòn bát này lên. Bây giờ mình sẽ đi dán bát này trước. Các bạn cho dầu vào chảo, mình khi dầu nóng này rồi mình sẽ cho khoai vào để mình chiên giòn lên. Trong lúc chờ đợi khoai chín, các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái đĩa có giấy thấm dầu nhé. Giờ mình sẽ chiên cho giòn nhé. Như thế này là bim bim đã vàng đấy các bạn ạ. Mình sẽ vớt ra nhé. Mình sẽ vớt ra một cái đĩa như này. Phần bim bim mình đã trộn với nước gia vị ấy, các bạn. Mình sẽ đổ ra một cái rổ nhé, để cho nó ráo nước đi thì mình mới chiên nó không bắn các bạn nhé. Đây mình đang chiên ở đây các bạn ạ. Mình sẽ chiên cho nó vàng lên các bạn nhé. Với một củ bim bim mình đã, một củ khoai tây mình đã có thể làm hai loại bim bim, một loại bim bim thường chua cay và một loại bim bim chua cay các bạn ạ. Để cho kích thích ăn của các trẻ nhé. Như vậy với một củ khoai tây mình có thể làm được hai loại bim bim như thế này các bạn ạ. Một là bim bim thường và một bim là mình sẽ trộn với chanh, đường và muối và ớt bột nên là có màu của nó sẽ không được vàng như màu này các bạn ạ. Nhưng mà ăn rất giòn và ngon, lại có vị cay cay ngọt ngọt chua chua nên là sẽ kích thích cho các con ăn sẽ ngon, rất giòn ngon các bạn. Và mình sẽ ăn loại bim này nhé. Mà bim bim này thì nó thường, nó không có vị gì cả, nó chỉ như bình thường mình ấy đó, chỉ có hơi một chút chút mặn để lúc mình luộc muối thôi, luộc khoai thôi các bạn ạ. Nhưng mà lưu ý các bạn rán khi bim bim này thì các bạn phải để ý một tẹo nhé, có sơ ý một tẹo là mình sẽ bị hơi đảo không đều, cái là hơi cháy như này rồi của mình như này các bạn ạ. Nhưng mà ăn vẫn ngon, gọi là hơi vàng hơn thôi. Chúc các bạn thành công với cách làm bim bim bào sợi ngon tuyệt như này nhé. Các bạn thích có thể chia sẻ giúp mình ẩm thực miền quê nhé.